2. Xin chào các bạn. Đầu tuần, đá quý thiên nhiên Nguyễn Quân xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhẫn đơn giản, nhẫn nam dành cho người yêu phong thủy, yêu đá thiên nhiên. Đây là một chiếc nhẫn được đính viên đá chủ là Peridot Gia Lai màu xanh. Thì Quân giới thiệu cái mẫu nhẫn này và sẽ quay một vòng cho các bạn xem, đồng thời cũng giới thiệu luôn các thành phần để mà cấu thành chiếc nhẫn này. Thì đầu tiên hết á, viên đá chủ á, là một viên đá chủ chất liệu là gia lai, peridot gia lai. Thì viên đá chủ này có kích thước á, là vuông 6 ly, đáy giác xoàn. Chúng ta có thể xem kỹ ha, được cắt rất là tinh xảo và kỹ lưỡng. Rồi thứ hai là cái chiếc nhẫn kiểu khoe đá và bốn chấu. Đây là một chiếc nhẫn hoàn toàn là bằng bạc 925 với cái lượng là khoảng 1,5 chỉ. Hai bên thành nhẫn thì gợn lên nè, đã tạo ra cái sóng rất là, nhìn rất là men, rất là men nha các bạn. Mặt vuông. Rồi thì cái nhẫn này á, nó chủ yếu là viên đá chủ là chính. Thứ hai nữa là nó đúng trong cái mục đích của đá quý thiên nhiên Quân là đem đến cho mọi người có thú vui chơi đá thiên nhiên. Thì giá thành thì không tới 1 triệu, khoảng đó thôi các bạn. Đó, đây là một cái dòng sản phẩm basic luxury của QNC Silver. Rồi các bạn nếu các bạn cảm thấy thích á, mà muốn đặt mua thì hãy liên hệ Quân ở đầu số 058 767 0767 nha. Quân sẽ tư vấn tận tình. Và nếu mà các bạn đặt hàng hoặc là cần đo đi tay hoặc trao đổi trực tiếp thì Quân sẽ đến tận nơi chỗ các bạn để mà tư vấn và đo đi tay cho các bạn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là năng lượng và gặp nhiều may mắn.